Ông bà xin chào cả nhà mình nhé. Dạ vâng rồi, hôm nay em Hà sẽ lại lên video để giới thiệu kết quả cái sản phẩm của nhà em Hà đang phân phối như cả nhà mình. Nhà mình ơi, cho em Hà xin một nút like và một nút đăng ký kênh để nhiều người biết tới, giúp Hà nhà em nhiều hơn nhé. Mình cứ đi qua thì mình hãy cho em Hà xin một nút like để mình tương tác với nhau nhiều hơn. Shop thì nằm tại Nhơn Trạch Đồng Nai, đơn cứ trên hơn 200 ngàn là em Hà đã bao ship rồi nha cả nhà. Dạ vâng rồi thì mình cứ liên hệ vào hai số live ghim trên nền màn hình để cho các bạn nhân viên hỗ trợ cũng như là tư vấn đơn cho mình. Ngoài ra thì hai số đó em đều sử dụng Zalo như cả nhà. Rồi em sẽ vào chi tiết tất cả các cái sản phẩm của nhà em ngày hôm nay, thì em xin phép là vào chi tiết về cái dòng sản phẩm về cái ổ điện đi cả nhà ha. Tại vì cái ổ điện của nhà em thì em thấy rằng là quá trời khách khen luôn, nên em sẽ lên luôn cho cả nhà một cái sản phẩm mà best seller trong cái tháng vừa rồi này của nhà em như cả nhà nhá. Hàng vừa về xong cập bến phát khách, lên video phát khách gọi quá trời, xong là khách khen quá trời luôn, thì em lên luôn. Đó là về cái dòng sản phẩm là ổ điện này, là cái dòng con ổ điện này nhà em là dòng ổ điện nó sẽ có 2 trong 1 cho mình luôn. Và hàng quan trọng là cái ổ điện này thì nó không còn xa lạ gì với cả nhà đâu. Thế nhưng mà quan trọng nó là chất lượng. Đấy, nó khác nhau, nó khác tất cả các cái ổ điện mà cả nhà mình đang xài á, là cái chất lượng của nó. Đây, cho mình xem. Dây mỗi khi mình mua nhà mình, cả nhà mình mua hoàn toàn là dây nám, à dây trơn đúng không? Nhà em là hoàn toàn là bằng dây nám như này nha cả nhà nhá. Đó, dây nám như này rất chi là ok cho mình luôn này. Ngoài ra thì cái dòng dây này đây. Đây nó dây nó nám này này. À, dây nó nám như này luôn này. Đó. Cái chất liệu mà dây nám xong nó dẻo như này thì nó mới bền nhá cả nhà nhá. Em sẽ chỉ cho cả nhà mình luôn. Dây này thì nó sẽ là dây dài 4,5 m nhé cả nhà nhá. Đúng không? Dòng này là dài 4,5 m. Đúng rồi, dòng này là dòng dài 4,5 m. Và con này thì đây cả nhà nhìn từ chất liệu dây của nhà em này. Khách về khen bảo là chưa bao giờ mua được cái dây điện nào mà nó như thế này luôn. Đó, cả nhà nhìn mình yên tâm nhá, về sản phẩm nhá, em quay rất kỹ luôn. Rồi trên chuôi của nó này cả nhà nhìn. Đó. Chuôi của nó rất chi là rõ ràng chi tiết mạch lạc bất kỳ một cái sản phẩm nào nhé cả nhà nhá. Rồi con này thì nó sẽ gồm cho mình đó là một cái dòng con ổ cắm USB cho mình luôn đó. Ổ cắm USB này đây, nó sẽ có cái ổ cắm USB này cho mình luôn, sẽ có đèn báo LED cho mình luôn và kèm theo 1, 2, 3, 4 luôn, 4 cái phích cắm như này cho mình. Mình thích cắm tròn cũng được, mà thích cắm ba chuôi cũng được luôn nha cả nhà nhá. Dòng này thì sẽ là dây dài 4 m và sức chịu tải của nó là từ 250V đến 1500W nha cả nhà nhá. Thì mình lên mã giúp em. Hàng này là hàng DB, hàng nội địa chung nha cả nhà nhé. Em nói rõ luôn là hàng nội địa chung nha cả nhà. Nên là cả nhà mình cứ yên tâm về chất lượng đây. Nó sẽ viết hết cả thông số của nó như này luôn. Khách về khen kinh khủng luôn này cả nhà này. Đó. Rất chi là chi tiết luôn cho cả nhà nha. Rồi bao bì em sẽ đi kèm thì sẽ có tên hãng của nó trên này hết luôn. Số của nó các kiểu luôn nhé. Rồi mình lên mã giúp em là ổ điện. Con này thì nó sẽ có luôn cả cái công tắc như này luôn cho mình. Đó. Công tắc tổng nha cả nhà nhá. Rồi mình lên nội đen hộ em là giúp em là ổ điện xanh. Dòng ổ điện xanh này thì em Hà đang để cho mình với giá là 130.000 cho dòng ổ điện xanh này thôi nha cả nhà mình nhá. Đây, đó. Ổ điện xanh với giá là 130.000, công suất của nó lên đến là 1500W nha cả nhà nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em mã là ổ điện xanh. Ổ điện xanh với giá là 130k cho cái dòng ổ điện xanh như này nhá. Hàng bao chất lượng cho cả nhà mình luôn, bao xài luôn. Mình cầm vào mình cảm giác cái ổ điện nó khác với tất cả các cái dòng ổ điện mà mình hay mua về. Ví dụ như là ổ điện, đúng là em nhập từ trước đến giờ là em thấy cái dòng ổ điện này nó khác thật. Dây của nó bên trong hoàn toàn là bằng đồng nhá cả nhà nhá. Nên cả nhà mình yên tâm về cái sức mà nó chịu tải điện cho mình nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa về cái dòng con ổ điện dài này. Đó. Đây là cái dòng ổ điện dài của nhà em. Ổ điện dài này thì nó sẽ là ổ điện dài 5 m cho mình luôn. Dây nó cũng là dây nhám như vậy luôn nha cả nhà nha. Dây nhám hết như này luôn cho mình. Đó. Rất ok luôn nha cả nhà nha. Đó. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Bên trong này của nó cũng là hoàn toàn là bằng đồng cho mình. Đây. Bên trong này hoàn toàn là bằng đồng nhá. Bằng đồng trong như này cả nhà nhìn thấy không? Đồng vàng khè như này luôn. Đó. Rồi sẽ con này thì nó khác biệt với con kia thì công tắc rời từng ổ một như này luôn. À, em sẽ cắm lên cho cả nhà mình xem.
công tắc rồi này. Ngoài ra sẽ có đèn báo, cái đèn ở đây cho mình này. Đó. Rồi, con này thì nó sẽ là công tắc rời hết như này cho mình luôn. Đấy, mình thích đến đâu thì mình bật đến đấy giúp em nhá. Rồi, đấy. Cổng CB cho em luôn. Đấy. Đấy. Cổng CB thì có luôn cả đèn LED sẵn như này cho mình luôn. Đấy. Mình không thích nữa mình tắt đi cho em. Đấy. Mình tắt đi cho em nhé. Rồi con này thì là nó sẽ là công suất là lên đến là 2500W nhé cả nhà nhé. Dòng này thì dây điện là dây điện 5m, cũng là hàng ND luôn nhé cả nhà nhé. Dòng này là một dòng hàng hãng cực kỳ là ok luôn. Và dòng này thì nó sẽ là hàng nội địa chung nhá. Em nói rõ luôn là hàng nội địa chung này. Đó. Rồi cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Dòng này em bao xịn sò luôn ấy. Kilo này về em bao xịn sò cho cả nhà mình luôn. Rồi, con này em Hà đang để cho mình với giá là 170.000. Mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã là ổ điện dài với giá là 170k cho cái dòng ổ điện dài này nha cả nhà nhá. Em thấy khách khen quá trời nên em phải lên luôn cái mã này cho cả nhà mình trước. Ổ điện dài với giá là 130.000 mời cả nhà mình 170.000 mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã là ổ điện dài với giá là 170k nhá. Còn ổ điện xanh là với giá là 130k mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé, khác nhau hoàn toàn đấy nhé cả nhà nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con đèn pin của nhà em đi. Dòng đèn pin này thì em về rất chi là nhiều dòng đèn pin, thì em xin phép vào trước đó là về cái dòng con đèn pin đội đầu Đức này. À, dòng đèn pin đội đầu Đức này của nhà em thì nó sẽ là một con mà dòng hàng của Migani nhá. Hàng này là hàng của Đức chuẩn xịn nhá. Rồi con này thì nó sẽ cho mình luôn là ánh sáng trắng giúp em luôn. À, à, ánh sáng trắng này. Rất chi là sáng, con này em bao sáng, rọi rất sáng cho mình luôn. Con này mình có thể vặn zoom ra zoom vô được cho em nhá. À, vặn nhỏ, vặn to đều được luôn nhá cả nhà nhá. Rồi, mình có thể vặn to ra cho em được luôn. Đó. Và con này thì có nút wifi như này cho mình luôn. Đấy. Rất chi là tiện luôn cho mình. Rồi con này thì nó sẽ có cả đèn báo pin cho mình đây nhé. Đây là đèn báo pin hết cho mình luôn. À, đấy, đèn báo pin. Đèn báo pin hết như này luôn nhé cả nhà nhé. Rồi cái dòng này thì hiện tại là một cái dòng con đèn pin Đức này đội đầu như này em Hải đang để cho mình với giá chỉ có là bao nhiêu ạ? 160.000 mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em mã là đèn pin Đức với giá là 160k cho cái con đèn pin Đức này. Con này thì nó sẽ là dùng dây sạc Type-C như này nhá. Dây sạc của nó đi kèm là dây sạc Type-C. Rồi mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi em qua tiếp theo luôn cho nhà mình nữa là về cái dòng con ổ con đèn ba bóng giúp em luôn. Đây là dòng đèn pin ba bóng của nhà em Hà này. Đó. Dòng đèn pin ba bóng này thì nó sẽ đi kèm luôn cho mình nữa là về cái dòng con pin đây. Pin 18650, hai con pin 18650 liền luôn cho cả nhà mình nhá. Rồi. Cái dòng này thì hiện tại là em sẽ kèm luôn cho mình một dây sạc như này đi kèm cho mình luôn. Đấy. Em đang để cho mình với giá là 110.000 đồng mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em này. Đèn pin ba bóng với giá là 110.000 đồng cho mình luôn. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là đèn pin hai đầu của Nhật nhá. Dòng đèn pin hai đầu của Nhật thì rọi bao sáng cho mình luôn. Rất rất sáng luôn. Và con này rọi xa mấy cây số luôn cho mình luôn nhá. Con này có cả cái đèn sáng hông như này luôn cho mình này. Đấy. Rồi đèn sáng trước bên này cho mình luôn. Có cả cái đèn chống SOS như này. Và con này thì nó sẽ có cả cái chống va đập cho mình luôn. Dòng này chống va đập rất tốt như cả nhà nhá. Đó. Dòng này thì vì sao nó là như vậy? Bởi vì là khi mà mình vô tình mình đánh rớt á, thì nó sẽ có hai đầu này được bằng cao su nhé cả nhà nhé. Cao su non bao bọc nên không thể vỡ được. Dòng này thì hiện tại là nhà em hàng đang bán cho mình là 250.000 bao ship. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là đèn pin Nhật với giá là 250k bao ship nhé cả nhà nhé. Sẽ gồm cho mình luôn cả cái dây sạc của nó đi kèm luôn như này nhé cả nhà nhé. Rồi mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con đèn pin chống nước. Dòng này là dòng đèn pin chống nước của nhà em Hà này. Dòng này thì bao sáng cho mình luôn. Con này thì nó chỉ là hàng nội địa chung thôi. Nhưng mà con này rất sáng nhé cả nhà nhé. Sáng vô cùng sáng luôn với cái dòng đèn pin này đó. Con này sáng lắm. Đó. Và dòng này thì nó cũng sẽ có báo pin ở đây cho mình luôn. Con này thì mình đi nắng đi mưa vô sự tư luôn nhé cả nhà nhá. Về cái dòng đèn pin này. Rồi, cái dòng đèn pin này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá là 110.000 đồng. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là đèn pin chống nước với giá là 110.000 đồng. Con này thì nó đi kèm luôn cho mình là một cái dây này. Thế lại là một cái dây sạc Type-C của nó như này nhá. Đấy.
nó sẽ kèm luôn cho mình như này, rất tiện luôn, với giá chỉ có 110.000 đồng thôi. Rồi em quay tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con đèn pin này, gọi là đèn pin Sony hàng của Nhật nha cả nhà nhá. Đây, đèn pin Sony đó. Hàng rất chi là ok cho mình nhá. Made in Japan. Đó. Rồi. Con này thì nó sẽ là bao sáng và bao rọi xa cho mình luôn với cái dòng đèn pin Sony này. Và cái dòng này thì em thấy là xài rất sướng luôn, cầm cái cục pin của nó đã thấy rất chi là chất lượng luôn cả nhà. Đây, con này thì nó sẽ là sáng thì nó sẽ có cái độ báo pin của nó ở đây luôn cho mình. Đó, rồi. Rút ra rút vô này cho em nhá, rút ra rút vô cho mình luôn này nhá. Đó. Mình có thể rút ra rút vô được luôn, mình có thể gom được cái tia của nó rồi mình có thể thu được nó ra nó vào luôn cho mình luôn nhé cả nhà nhá. Rồi, cái đèn pin Sony này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá là bao nhiêu ạ? 260.000 là em bao ship, nhưng hôm nọ em nói lộn là 160 không phải đâu. Con này là 260.000 em Hà đã bao ship bán rẻ nhất thị trường luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là đèn pin Sony với giá là 260.000 bao ship. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa về cái dòng con đèn pin mã siêu sáng của em Hà luôn. Đây là về cái dòng mã đèn pin mã siêu sáng này. Dòng này thì nó sẽ là bao sáng cho mình luôn. Và con này thì nó nhỏ nhỏ xinh xinh. Hàng này nó cũng là hàng của Raban nhé cả nhà nhé. Nhưng con này thì sẽ đặt nhà máy tại Made in China. Đấy, có sao là em tư vấn thiệt luôn. Em nói rõ luôn trên live chứ em không có vòng vo là gì hết. Lòm xòm lắm gì chứ mất công. Tính em thế đấy. Rồi con này thì nó cũng sẽ là zoom ra zoom vô cho mình luôn. Con này thì nó sẽ sử dụng pin 18650 cho mình nha cả nhà nha. Đó, rất ok luôn. Con này thì mình sử dụng cho em sáng cả đèn hông luôn cho mình. Hàng này thì nó là hàng Bolit Made in Japan nha cả nhà nha. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là con này thì là đèn pin mã siêu sáng với giá chỉ có là 110.000 đồng. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Con này sẽ đi kèm luôn cho mình là một dây sạc như này nha cả nhà. Dây sạc như này luôn đó, rồi một cái đốc sạc như này và một cái nhựa như này luôn cho mình. Con này thì nó sẽ có luôn cả cái gì ta, cái lan châm đằng sau như này đó. Con này thì đặt nhà máy tại Made in China nha, với giá là 110.000 đồng. Mời cả nhà mình lên mã giúp em là đèn pin siêu sáng nhé. Dòng này là mình lên mã giúp em là đèn pin siêu sáng với giá là 110.000 đồng, và cục pin của nó xài cũng là một cục pin rất chi là chất lượng luôn đấy cả nhà ơi. Đây, pin này chất lượng lắm, pin 18650 này của nó là pin chất lượng, pin hàng tốt đấy, bằng xịn đấy. Cả nhà nhà em thì em bán này chưa ai chê được cái dòng đèn pin mã siêu sáng này đâu. Ai cũng khen nó, còn mua hộ nhau cơ. Nên là cả nhà mình lên mã giúp em nhé, đèn pin siêu sáng với giá là 110.000 đồng. Rồi, em qua mã cho mình luôn, đó là về cái dòng con đèn pin mã nhỏ thì em thấy nó rất chi là tiện cho gia đình nhà mình sử dụng nhá. Đây, đợi em xíu. Em bỏ đầy đủ vào cho nó không đến lúc rồi. Thất lạc cả nhà. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con đèn pin mã siêu nhỏ này của nhà em. Đây, là mã đèn pin mã nhỏ. Dòng đèn pin mã nhỏ này thì nó sẽ có rất chi là nhiều màu luôn nha cả nhà nhá. Đây, nó có màu vừa nãy em dơ này, rồi là màu đen như này luôn. Đó, rồi. Sáng hồng, sáng hiếc các kiểu này. Hàng này là hàng Bolip Made in Japan nha cả nhà nhá. Rồi, nó sẽ có luôn cả cái ánh sáng xanh như này này. Đây, sáng xanh như này nhá. Rồi. Nó còn có kiểu xanh nữa, kiểu xanh nào nữa cơ. Đây màu này nữa rồi này. Để em xem có bao nhiêu màu này em giới thiệu đây nhá, màu này nữa nhá cả nhà nhá. Có bao nhiêu màu em phải giới thiệu cả nhà, không đến lúc này đi đơn để bảo ơ sao đây, đây nữa đây nhá cả nhà nhá. Đó. Kèm luôn cả dây sạc, dòng này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 50.000 cho cái đèn pin mã nhỏ. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đâu giúp em ạ. Đèn pin mã nhỏ với giá là 50.000. Rồi em qua tiếp theo luôn nữa là về pin. Dòng pin thì em đang có dòng pin Sony là dòng pin dành cho sử dụng là domot TV điều khiển các kiểu đấy. Cái dòng này thì hiện tại là em Hà đang bán cho mình với giá là 30.000 một cặp. Mình nhanh tay lên đơn giúp em là pin Sony với giá là 30.000 một cặp nha cả nhà nhé. Con này thì nó sẽ có 2A và 3A. Nên là nhà bác nào sử dụng 2A thì báo em mà 3A thì báo em nhé. Để em lấy hàng cho đúng. Rồi, hôm qua tiếp theo nữa là về cái dòng con đèn pin Đức này. À quên, con này là pin Đức nhá. Dòng pin này là dòng pin của hàng hãng của Đức. Và con này thì đây, em sẽ mở ra cho mình xem luôn về cái của nó đây. Đấy. Con này thì nó sẽ là 1.2V. Và con này thì là 2700mAh. À đúng rồi. Đấy, rồi.
Con này thì nó là hàng của Đức nên là hàng xài rất ok. Hàng này thì là hàng rất chất lượng luôn nhá. Đây Pinpon Migani này cả nhà này. Đó. Hàng này thì nó là hàng của Đức và hiện tại là con này em Hà đang bán cho mình với giá là 120.000 một cặp nhá. Tiền nào vải đấy nhá. Em nói rõ rồi nhá, tiền nào vải đấy đấy. Tiền nào vải đấy nhá. Với giá là 120.000 một cặp. Nếu như anh nào muốn xịn sò thì sử dụng cho em con này luôn. Không có những cái trường hợp khác như này này. Mua có 30.000 một cặp pin này thôi. Nhưng về yêu cầu là anh phải hát được 7 tiếng. 7 tiếng trên cái cặp pin này của em thì thôi em đến ạ. Em nói thẳng luôn trên line đấy, tính em rất thẳng và thật luôn. 30.000 mà đòi hát 7 tiếng thôi em cũng đến ạ cụ. Em nói thật, thật sự luôn, bóc tan bóc tung xong là bắt đầu là òm nhả em. Các bác biết đến mức em như nào không? Em bảo là thôi bây giờ anh gửi lên cho em. Gửi lên cho em để em chuyển trả tiền. Các bác biết là những cái cặp pin của em mà bóc ra rồi như này thì em chỉ có vứt đi thôi. Nhưng em vẫn chấp nhận. Em vẫn chấp nhận. Em không bao giờ em có như người ta đâu. Nhưng mà em xin thông báo trước là 30.000 nó có cái giá của 30.000, của 120 nó có cái giá của 120 nhé cả nhà nhá. Nên cả nhà mình lưu ý khi mua đơn hàng và tất cả những cái gì em đã nói rõ trên live thì mình nghe cho rõ và rồi mình hãy đặt đơn nhá cả nhà nhá. Không đến lúc là ua xong đến lúc là shop bán hàng không chất lượng không đổi cho thì bảo là shop làm ăn đều giả. Còn khi đổi về thì tất nhiên là shop chết rồi. Bởi vì sao các bác bóc pin ra như này thì em chỉ có vứt đi chứ còn em làm cái trò gì nữa. Đấy. Mà em bán lại tiền đàng hoàng, em không có như người ta. Tính shop nhà em là làm ăn chân thịt, chân thật là một, một là hai, một là một, hai là hai. Có nhưng mà lần này đã ưng là phải mua, còn đã không mua thì thôi. Nha cả nhà nha, 30.000 mới đặt 120, một đặt 30.000 thì nó phải khác chứ. Làm sao nó giống nhau được nha cả nhà nha. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con đốc sạc pin tiểu của nhà em. Ui em sợ những khách nào ở nhà em sợ lắm, em mệt lắm, thật sự luôn ấy. Thôi thì em giải quyết cho xong nên lần sau em không bán hàng cho nữa đâu. Tính em là thế đấy. Thực sự là chiều một khách, em biết là chăm sóc khách hàng, có khách hàng mới đã là vui rồi nhưng mà chăm được khách hàng cũ của mình mới là khó. Em nói thiệt với các bác ấy. Nhưng mà em phải khẳng định luôn 100% là em bán được 1.000 khách nhé thì chỉ có một khách như vậy thôi, còn lại là 99.000 khách của em không có ai bỏ được em. Em nói thiệt luôn. Em bảo em sống là một, em sống để cho người khác cái nể phong cách của em một. Hai nữa làm ăn là mình phải làm ăn đàng hoàng, có chữ tín. Ba nữa là có sao nói luôn trên like, không có lằng nhằng. Để in cho các bác biết, hàng hóa những cái con bé này nó thế này đấy. Mình ưng thì mình mua, không thì thôi. Còn có những cái trường hợp mà em vừa mới là giải quyết các bác ơi. Đặt hai đơn của em xong ra đến nơi làm ngay công thì chưa không có tiền nhận hàng. Các bác một cái đơn hàng 12 con người vào đấy thì các bác thử xem mà các bác nếu mà như vậy thì các bác sống đấy là đang tạo nghiệp hay tạo phúc cho con cháu các bác thì các bác tự hiểu nhá. Đấy là em nói những cái mà bác nào đang ấy thôi, còn là không động chạm đến những bác mà sống tử tế nhá. Bởi vì trên đời này toàn những người sống tử tế thôi, còn tùy từ một số người là sống không tử tế thôi, chỉ 0,1% như các bác nhá. Rồi, đây là về cái dòng đốc sạc pin Sony, không các anh giận em đó, em sợ lắm. Rồi, cái đốc sạc pin Sony của nhà em thì dòng này nó sẽ là dòng hỗ trợ sạc nhanh này, không nóng này, sẽ tự ngắt nếu như pin đầy, sẽ báo đèn màn hình LED báo pin như này cho mình luôn. Sử dụng sạc luôn cho em được 4 viên pin luôn nha cả nhà nhá. 4 viên pin cùng một lúc như em Hà đang sạc trên màn hình như này luôn nha cả nhà nhá. Rồi, con này thì nó sẽ cắm điện trực tiếp là điện 220V và dòng này thì nhà em nhiều khách khen là xài sản phẩm này rất tốt em ạ. Cái đốc sạc này, anh đấy anh bảo xài sản phẩm này rất tốt em ạ. Rồi, con này thì hiện tại là một đốc sạc này em đang Hà đang để cho mình với giá là 180.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là đốc sạc pin Sony 180K đấy. Khi mình nó sạc đầy thì nó sẽ tắt ngủm luôn như này luôn cho mình luôn, có nghĩa là nó ngắt điện luôn cho các bác mình đi chơi vô sự tư luôn, mình đi đâu đó thong thả chơi bời về mình rút ra cũng được, không phải lo nhé cả nhà nhá. Quan trọng nhất là nó không bị nóng nên không có gây bị nổ pin hay bị nổ kia các kiểu, như tại vì nó ngắt điện luôn rồi nên là cả nhà mình yên tâm nhé. Với giá chỉ có là 180.000 cho một cái đốc sạc pin như này nhá. Đốc sạc này là chưa bao gồm pin, không lại đến lúc em lắp 4 viên pin này đòi hỏi em 4 viên pin chắc em chết luôn đó. 180.000 cho một đốc sạc pin như này nhá. Rồi mời cả nhà mình nhanh tay. Em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con pin này là pin TP, pin này là pin 18650 hàng xịn. Em nói rõ luôn này. Dòng này thì là nó của hãng DB, hàng này là hàng nội địa Trung. Hàng nội địa Trung nhá. Dòng sản phẩm này thì đây nó có cả trang web của nó hết lên cả nhà ơi. Đó. Nó có hết luôn như này, thông số của nó đầy đủ luôn. Dòng này thì em Hà đang để cho mình với giá là
35.000 cho một viên. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là pin TB với giá là 35k một viên. Rồi, em tiếp theo em có luôn nữa là về cái dòng con pin Phantom. Dòng pin Phantom này nó cũng là hàng nội địa chung cho mình luôn. Và con này thì dung lượng của nó cao hơn. Đây, dung lượng của nó đây cả nhà nha. Dung lượng này, đó. Dung lượng của nó rồi là số vôn của nó cũng cao hơn. Đấy. Rồi, dòng này thì là 40.000 một viên. 40.000 một viên nha cả nhà nha. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con loại hàng đểu. Ê, vì sao lại hàng đểu với hàng thường thì nó ở chỗ này. Đây, cái dòng này thì cả nhà mình xài chắc được là 15 phút là hết pin. Đấy, 15-10 phút là hết pin. Thế nên em gọi nó là hàng đểu. Và dòng này thì nó ghi chữ là Make in Thái Lan. Nhưng mà hàng này thì chả phải Thái Lan đâu. Hàng này là hàng tào lao. Nhưng cả nhà mình yên tâm, em bán sao để em nói vậy luôn trên live đấy. Nhưng có những cái bác người ta chỉ thích cái pin này thôi thì em lại phải bán. Dòng này thì em Hà đang bán cho mình với giá là bao nhiêu ạ? 15.000 một viên. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là pin thường, pin 18650 thường màu đỏ với giá là 15.000 một viên. Hàng này em đã nói dứt điểm là hàng thường nhé, về không có kiến nghị. Rồi, mời cả nhà mình nhanh tay. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa một loạt, đó là về cái loạt ổ điện và dây điện của nhà em. Đây, dòng ổ điện này thì em sẽ lên trước tiên đó là về cái dòng con dây điện 8m này của nhà em. Dòng dây điện 8m này với giá chỉ có là 65.000 cho cái dây điện 8m, gồm một ổ này, một công tắc và một dây như này luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay. Còn loại 5m với giá là 45.000 cũng y chang như này luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con dây điện siêu chịu tải này, lên đến 6.000W này. Dòng này thì nó sẽ là dây dài 5m và chưa có công tắc gì hết luôn. Đây, của nó y chang như này luôn. Dòng này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 60.000 cho một dây. Và dòng này thì em bao 100% là đồng nguyên chất ở bên trong nha cả nhà nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng Việt Nam, chất lượng cao, hàng xuất khẩu của hãng Fangon. Em đọc rõ hãng các kiểu nơi sản xuất cho nhà mình nha. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con ổ điện. Dòng ổ điện này là ổ điện chống cháy này, chống giật, chống cháy các kiểu cho mình luôn này. Rồi là siêu chịu tải cho mình luôn về cái dòng con ổ điện vàng này cho em nhá. Đây, ổ điện vàng này, đó. Rồi, cái dòng ổ này thì nó sẽ có luôn cho mình luôn là cả cái đèn báo đơn luôn cho mình như này. Dòng này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là bao nhiêu? 65.000 cho một cái ổ điện như này nha cả nhà nha. 65.000 cho một ổ điện. Và dòng này thì nó cũng là hàng của Việt Nam, hàng Việt Nam chất lượng cao nha. Em đọc rõ rồi nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Dòng này xài bao sướng, em Hà đang xài đấy, cắm bếp từ Vivu luôn. Em đang cắm bếp từ luôn ấy. Mời cả nhà mình nhanh tay. Con này thì sử dụng cho bếp từ, bếp lẩu, bếp nướng, nói chung quy là tất cả các thể loại bếp. Với giá chỉ có là bao nhiêu ạ? 65.000. Còn nếu như ai lấy một cặp này thì sẽ là 120. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là ổ điện siêu chịu tải, dây điện siêu chịu tải nha cả nhà nha. Với giá là 120.000 một cặp. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con Fixture 5 thông minh. Dòng này là Fixture 5 thông minh. Thì dòng này em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 35.000. Đây, 35.000 cho một cái Fixture 5 thông minh như này. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Cũng là hàng Việt Nam chất lượng cao của công ty Fangon. Em đọc rất rõ nhé cả nhà nhé. Em đọc rất rõ và rành mạch luôn. Rồi, dòng này là sẽ là dòng ổ điện. Con này là Fix Dương. Dòng này là hai một cặp này với giá chỉ là 25.000 thôi. Dòng này thì nó Fix của nó cũng là Fix siêu chịu tải lên đến 6.000W. Và dòng này nó cũng là hãng của Fangon. Dòng này thì nó sẽ hỗ trợ mình là cái gì ạ? Hỗ trợ cho mình là nó siêu chịu tải nên là không lo bị cháy, bị giật gì hết nhá. Dòng này thì nó cũng là hàng của Việt Nam chất lượng cao. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con ổ cái bóng cái xoay này, nó xoáy là xoáy được 180 độ đấy. Con này là gọi là đuôi đèn đa năng với giá là 15.000. Đó. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con này là con gì ta? Ổ điện. Con này là ổ điện ổ điện mã 1 nhá. Dòng ổ điện mã 1 này bên trong hoàn toàn là bằng đồng hết như này nha cả nhà nhá. Và 100% là hàng Việt Nam chất lượng cao cho mình luôn. Và con này thì em Hà cũng đang xài luôn nhá. Xài hơn năm nay rồi, hàng vẫn còn ok ok luôn, không có vấn đề gì hết. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là ổ điện
ổ điện mã 1 với giá là 35.000 cho cái ổ điện mã 1 này nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em này. Đó. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con ổ điện phích âm. Đây là cái phích âm. Phích âm này là phích âm mà à, phích này là phích dương với giá là 8.000 đồng, cái loại này là thường nha cả nhà nhá. Rồi, con này là phích đây phích âm này cũng là 8.000 đồng nha cả nhà nhá. Rồi còn ai thích phích âm mà siêu chịu tải thì lấy con này cho em với giá là 25.000 cho một cái con phích âm siêu chịu tải như này nha, với giá là 25k. Rồi, còn em lên cho mình luôn cho mình là cái kho đồng, kho ga đồng hàng làm từ đồng nguyên khối nguyên chất như này cho mình luôn. Và dòng này thì nó sẽ là hàng của Raban Tokyo Raban nhá. Dòng này thì nó sẽ có cả đánh lửa tự động cho mình luôn như này. Con này em Hà đang để cho mình với giá là 100.000, xả kho đang bán 160 xả luôn 100.000. Cắt mã mời cả nhà mình nhanh tay. Đó. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về một số cái dòng bóng nháy, bóng bóng trang trí của nhà em nhá. Dòng này em cua nhanh này. Dòng này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với cái giá là một quả bóng nháy mà bóng tròn à, bóng tích điện như này, dòng này gọi là bóng tích điện nhá. Đấy, nó sẽ nháy liên hồi như này luôn. Đó. Nó sẽ có cái nút điều chỉnh của nó ở đây luôn. Con này là nó sẽ là như kiểu bóng vũ trường của mình nhé. Đấy cả nhà ơi, nó sẽ xoay như này luôn. Đó. Nó sẽ nháy như vậy luôn, nó cháy nhiều tốc độ luôn nha cả nhà nhá. Đó, rất sáng luôn đây cả nhà. Đây em phải cho hình dung ra đây cả nhà mới hình dung đó. Mình có thể mình mang đi treo được bất kỳ chỗ nào đều được luôn. Đó. Con này nó hay như thế luôn. Con này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 50.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Gọi là ổ điện à, gọi là bóng xoay tích điện với giá là 50k cho con bóng xoay tích điện này nhá, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em này. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con đèn led trang trí này nhá. Dòng đèn led trang trí ngôi nhà này. Đây, cắm lên luôn cho cả nhà mình nhìn nó rực rỡ lên một xíu nữa. Hay không này, nói thôi mà không biết thì cũng không thể giải quyết được cái gì hết. Phải nói và phải làm luôn. Đây. Đấy. Dòng này thì nó sẽ là một con bóng đèn mà ánh sáng là ánh sáng trắng vàng nha cả nhà nhá. Ánh trắng trắng vàng rất chi là sang và đẹp luôn. Con này thì nó được thiết kế ngôi nhà như này cho mình, hình ngôi nhà này rất đẹp luôn nha cả nhà nhá. Đó. Rồi. Con này thì nó sẽ là dây dài 5m có 10 bóng, dây dài 5m có 10 bóng có phích nối luôn cho mình, phích nối liền luôn. Và dòng này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình là 320.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là dây điện ngôi nhà, mình lấy là đèn trang trí ngôi nhà nhé. Con này nó giống y như ngôi nhà, con này đẹp tuyệt vời luôn. Cả nhà mình nhà nào mà có cái mái thái ấy, mà treo lên thì thôi thực sự luôn là hết nước chấm cả nhà, hết nước chấm, không còn chỗ nào để mà chấm được nữa. Thực sự với giá chỉ có là bao nhiêu ạ? 320.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em, dây dài 5m nhá. Riêng về những cái đồ trang trí này cả nhà mình yên tâm, em Hà chỉ lấy hàng loại 1 thôi. Đây, tất cả đầu của nó sẽ có cái dây mà mình để mình dùng cái dây rút mình buộc lên, hoặc là dây dây thép mình buộc lên trên nhà mình nhá, rất tiện luôn nha cả nhà nhá. Bao đẹp, con này đẹp lắm, ở ngoài đẹp vô cùng luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá, sẽ có phích nối dài luôn cho mình. Đó. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là 320.000 cho một bộ này, 3 mã. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái thằng con ổ điện. À, con này là con bóng này là bóng kim tuyến nha cả nhà nha. Dòng bóng này là bóng kim tuyến. Ở bên trong nó sẽ có kim tuyến. Con này trang trí thì đẹp tuyệt vời. Đấy, cả nhà nhìn thấy không? Lung linh hình ảo chưa? Đấy, rất đẹp. Đẹp như kiểu trong tranh luôn cả nhà. Đấy, đẹp lắm. Đó, cả nhà nhìn thấy không? Đẹp cực kỳ luôn nhá. Rất hay luôn nhá cả nhà nhá. Rồi, cái dòng này là dòng đèn bóng trang trí kim tuyến. Em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là bao nhiêu ạ? Dòng này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình một cái bộ như này với giá chỉ có là 260.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là bóng đèn trang trí kim tuyến với giá là 260.000 đồng, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Con này thì là dây dài 5m có 10 bóng đi kèm nhá, em ghi rất rõ, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa, con này có phích nối dài luôn như này nhá. Và chống nước, chống nước, chống nắng cho mình cực kỳ vô sự tư luôn, hàng xịn đấy. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con
bóng kiểu đây. Bóng kiểu thì em sẽ len vào đây là đó là về cái dòng quân bóng led trang trí mà hình cầu này. Đây. Bóng led trang trí hình cầu đây, em cắm luôn cái ổ điện đi kèm. Làm đến đâu là phải miêu tả luôn cho khách nhân ấy cho nó rõ, không đến lúc lại bảo anh nhầm anh nhọt là mệt lắm. Đây. Không có nhầm nhọt hết. Đó. Dòng này nó sẽ là dòng đổi màu như này và con này thì nó là hình cầu nha cả nhà nhá. Con này em Hà đang để cho mình với giá là 30.000 cho dây dài 5m, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là led cầu với giá là 30.000 cho dây dài 5m, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Đó. Rồi, em qua tiếp theo luôn nữa là về cái dòng con led kim tuyến thì cho mình luôn nhá cả nhà nhá. Đây. Dòng này là dòng led led này gọi là led lép bông, lép da, lép sao, lép súng gì đấy. À, đợi em xíu. Đây, con này thì nó sẽ là dây dài cũng là 3,5 m nhá. Con này là dây dài 3,5 m. Cái con này này dây cũng là dài 3,5 m nhá. Cái con tú cầu này cũng dài 3,5 m đấy. Con này cũng dây dài 3,5 m. Con này gọi là lép bông tuyết. Em Hà đang để cho mình với giá là 25.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là led bông tuyết với giá là 25k. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con led này gọi là led ô vuông. Con này gọi là cái led gì mà em lại quên tên cái mạng nữa từ đây này. Mình cứ gọi là led ô vuông đi ha. Đó. Ui, con này đẹp cực kỳ luôn cả nhà ơi. Đây nha, em chưa cắm điện nha cả nhà nhìn không. Cái hình khối của nó cũng rất đẹp luôn. Em rất thích những cái kiểu hình khối nha cả nhà nha. Đó, khi em cắm lên. Ui dồi, bao xịn xò luôn cả nhà. Đó. Rất chi là sáng, sáng rực bầu trời luôn nha cả nhà. Đẹp vô cùng, đủ các thể loại màu luôn. Rồi con này gọi là led ô vuông, em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 110.000 đồng, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã là led ô vuông với giá là 110.000 đồng cho một cái led ô vuông này nhá. Dây dài 10 mét cho mình luôn, có phích nối cho mình và con này thì bao xịn xò cho mình luôn, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Này cả nhà mình đừng có nhầm nhá, mấy nữa lại sắp sửa mà nó ra có loại hàng loại 2, loại 3, shop nào nó bán hàng loại 2, loại 3 lại so sánh là không có phải đâu. Em đã từng lấy hai hàng em biết rồi đấy, loại 2, loại 3 nó khác nhau. Nên vì sao cái chỗ này em mối này em tin tưởng lắm, bởi vì là toàn hàng cao cấp thôi. Riêng đồ điện là em phải cẩn thận cực kỳ, toàn hàng chất lượng em lấy nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là vì cái dòng quân là đèn này gọi là đèn sao băng. À, đèn này là đèn sao băng, con này thì nó sẽ là đủ màu cho mình luôn. Hàng cao cấp ở cả nhà nhìn ấy, những từ cái dây của nó cũng cứ bóng mượt như này luôn. Đấy, cả nhà nhìn thấy không? Nó cứ bóng mượt mà như này này. Đó, rồi. Cái dòng này thì nó sẽ là dây dài 10 mét cho mình luôn. Có phích cắm, dòng này em Hà đang để cho mình với giá là 70.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là luyết lép bông tuyết với giá là 70k cho cái dòng lép bông tuyết này nha cả nhà nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em này. Đó. Rồi, em qua cho mình luôn đó là về cái dòng con lép hạt gạo này nhá. Đó, dòng led hạt gạo này thì đổi màu các kiểu luôn. Đây là cái phích nổi màu của nó này. Đó, cả nhà nhìn thấy không? Con này đẹp cực kỳ luôn cả nhà ơi. Con này thì xem là thông số của nó là dây dài 20m và có gồm 200 bóng cho mình luôn. Con này chống nước, có phích nối cho mình luôn nha cả nhà nhá. Con này bao đẹp và bao xịn xò luôn cho mình. Đó, ôi xúi, đẹp quá. Rồi mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Còn dây lại còn dây trong như này rất hiếm luôn nha cả nhà nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Cái loại này thì em Hà đang để cho mình với giá là 190.000, mình nhanh tay lên đơn giúp em là led bông gạo, à led gạo với giá là 190k cho dòng led gạo này nhá cả nhà nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá cả nhà. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con led này gọi là led led điều khiển này. Dòng led điều khiển này thì nó lại cắm bằng CB như này luôn và con này thì nó có đủ màu luôn, có điều khiển cho mình sử dụng luôn nhá cả nhà nhá. Đấy. Rồi cái dòng này thì em Hà đang để cho mình với giá là bao nhiêu ạ? Đây, dòng này là 150.000, con này là led cuộn 10m chống nước có phích nối, em đọc rất rõ rồi nhá. Là 150.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Ai để hỏi câu là đèn led ở đâu thì đã kính thưa là Made in China nhá, chứ đừng có nói đèn led mà Nhật Bản mới là Nhật Bổn mới thêm xã đó. Đào đâu ra có. Rồi mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Thà nó thôi nhưng nó thật đấy các bác, em tính em như vậy đấy. Em không thích nịnh người đâu. Mà cũng đừng ai nịnh em. Tính em thế. Nên mà đôi lúc là mình thẳng quá thì mình sự thật là mình hay bị mất lòng. Nhưng mà em thực sự là em chưa để cho khách nhà mất lòng với em cả. Toàn khách làm em mất lòng thôi. Em mới thật sự em thấy buồn lắm.
Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa, là nhiều người cứ bỏ ra 300 ngàn làm như kiểu là to ấy, mà trong khi đó là cái hàng như em like thế nào em nói thế luôn á. Rồi con này thì nó là dòng kem đánh răng. Dòng kem đánh răng của nhà em thì dòng này là cái dòng mà sử dụng cho cả nhà mình là bao xịn xò luôn, với giá là 12 ngàn một cây. Mình lấy hộ em là 10 cây là 120 ngàn, nhưng hôm nay em để luôn cho mình là 10 cây với giá chỉ có là 100 ngàn luôn đi nhá. Còn nếu ai lấy lẻ là 12 ngàn một cây, còn ai lấy chục cây là với giá là 100 ngàn. Em nói rõ rồi nhá, mời cả nhà mình nhanh tay. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con này là kem đánh răng bàn chải trẻ em nhé. Bàn chải trẻ em thì thực sự là em đang bán tặng các con luôn nhé cả nhà nhá. Nên là các anh các chị mình mua này, con này hiện tại em vẫn đang bán cho mình là 120 ngàn một chục cái. Dòng bàn chải trẻ em hôm nay em bán tặng cho các con luôn với giá chỉ có là 90 ngàn cho chục cái thôi. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Có con có cháu mua loại này đi, xài bao sướng, con nhà em hai đứa đều xài cái dòng này hết nhé. Mời cả nhà mình nhanh tay. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kem đánh răng Hàn Quốc này. Dòng kem đánh răng Hàn Quốc này của nhà em thì nó sẽ là dòng kem đánh răng mà bao chuẩn hàng chuẩn xịn luôn cho mình là hàng xách tay. Nếu như hôm nay nhà mình lấy này, một típ là 80 ngàn, hai típ là sẽ là bao nhiêu, hai típ là 150 ngàn, ba típ là 230 ngàn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Và dòng này thì nó sẽ là hỗ trợ cho mình là làm trắng răng này, lấy các mảng bản chân răng này. Màu đỏ này thì sẽ hỗ trợ cho mình là bị kiểu là ê bút chân răng, rồi lại là mình ăn nóng ăn lạnh mà bị ê bút thì sử dụng luôn cho con này cho em này. Rồi còn con này thì sẽ là bị chống viêm lợi, chảy máu chân răng, bị vết bị hơi hay bị kiểu lép miệng ấy, gọi là cái gì ta, lép miệng, thì mình sử dụng cho em sản phẩm này nhá, với giá là 80 ngàn hết. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em giới thiệu từng màu rồi đó. Rồi còn đây là con khăn tắm nha em. Dòng khăn tắm này nhà em thì em Hà đang để cho mình với giá là khăn tắm này là 70 x 1m4. Dòng này là 70 x 1m4. Dòng này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá là cho mình là 35 ngàn một cái. Con này thì bao êm, bao xịn xò và bao sử dụng luôn, sử dụng được cho người lớn trẻ em vô sự tư luôn. Có khâu viền này cho mình luôn nhé. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Với giá là bao nhiêu ạ? 35 ngàn cho một cái. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình là khăn mặt. Dòng khăn mặt này của nhà em thì dòng khăn mặt này em sẽ có ba dòng, có rất chi là nhiều khăn mặt, thì con này nó sẽ là 30 x 70. Em Hà đang để tặng cho gia đình nhà mình luôn với giá chỉ có là bao nhiêu ạ? 30 x 70, 60 ngàn cho 10 cái. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Đủ các thể loại màu và em xin phép là em sẽ tháo những cái giấy này ra nhá. Tại vì những cái giấy này bỏ trong lúc đóng gói rất khó, mà em sẽ xếp ra như này, em xếp từng cái một, em xếp phẳng lì xong em cho bằng cái bọc để đóng đi cho khách cho sạch nhá. Chứ không ai để tùm lum đâu, nhà em không để tùm lum đâu, em nhìn để tùm lum em ghê lắm. Tính em mà em thế đấy. Mời cả nhà mình nhanh tay cứ sạch sẽ là trên hết. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em chứ không cần quan trọng cái giấy này quan trọng gì. Quan trọng là hàng về đến tay các bác phải sạch sẽ thơm tho. Rồi mời cả nhà mình nhanh tay nhá. Với giá là 60 ngàn cho 10 cái khăn mặt. Rồi em xin phép dừng like tại đây nhá. Em cảm ơn gia đình nhà mình đã quan tâm và theo dõi shop của Hà nha em nhá. Em xin chào và tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà mình vào video tiếp theo. Đi qua thì nhớ cho em một nút like và một nút đăng ký kênh nhá, để nhiều người biết tới shop của Hà nha em nhiều hơn. Em xin chào và tạm biệt cả nhà.